Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Không ổn, nhanh hơn nữa. Hơn 4 tháng sau, quan hải của nhân tộc cuối cùng cũng tới rồi. Đây nè. Sao lại, rốt cuộc quan hải này đã gặp phải cuộc chiến như thế nào? Tại sao lại thê thảm thế này? Có ai còn sống hay không? Tuy không rõ nhân tộc ở quan hải này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, nhưng cảnh tượng ở trước mắt đã giúp ta nhìn ra, đại quân của Mạc tộc đã công phá được lớp phòng ngự của quan hải này, xông vào chém giết các tướng sĩ của nhân tộc trong quan hải. Đây là tàu khử Mạc. Bên trong đó có đại trận càn khôn đang hồi ứng yếu ớt. Xem ra đây chính là đại trận thoát nại của tàu khử mặc này. Nó đang chỉ dẫn ta tới nơi này. Rốt cuộc là quan hải nào? Lão tổ Phong Vân Quan đã chết ở đây. Dù là vào thời khắc cuối cùng cũng không từ bỏ trấn thủ quan hải của mình. Ý, cái lão tổ cưỡi trâu ngày trước. Lão tổ của Phong Vân Quan sao lại là người? Thề cùng sống chết với quan hải. Đây là ý niệm mà mỗi tướng sĩ của các quan hải đều hướng tới. Lão tổ của Phong Vân Quan đã làm được. Hàng vạn tướng sĩ của Phong Vân Quan đã làm được. Thi thể của các tướng sĩ không nên bị phơi ở bên ngoài. Ta không thể nào tham dự vào chiến sự này. Nên giờ thu dọn thi thể cho họ chắc cũng không sao. Thu dọn thi thể của lão tổ, nếu gặp cường giả sẽ có thể chống lại. Mưu tiền bối, người chưa chết. Không cần do dự, đây cũng là di nguyện cuối cùng của tiền bối. Nếu có thể dùng cơ thể của người giết địch, thì lão tổ ở dưới cửu tuyền có thể mỉm cười. Xem ra Ngưu tiền bối đã chết rồi. Vừa rồi có thể nói chuyện e rằng cũng chỉ là dùng bí thuật mà ra. Người tới nơi này nếu là nhân tộc, Ngưu yêu tự sẽ mở miệng nói đến thu nhận thi thể lão tổ. Còn nếu là Mặc tộc, e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Thi thể của lão tổ có thể giết địch, chắc chắn là chiêu cuối cùng để lại trước khi chết. Có ba kiểu hơi thở còn tàn lại của vương chủ. Xem ra trước khi mất, ít nhất là lão tổ cũng đã giao chiến với ba vương chủ, cuối cùng không thể địch lại mà mất. Ba vương chủ kia sau khi giết chết lão tổ lại không hề tàn phá cơ thể, ngược lại còn để lại ở đây. Vậy hiển nhiên cũng là đã nhìn được chiêu cuối cùng của người rồi, thế nên không dám tùy tiện hành động. Nếu không phải như vậy, thi thể của lão tổ sợ là sớm đã bị phá hoại rồi. Khoan, nếu như vương chủ của Mạc tộc phát hiện ra chuyện này, tại sao không để lại đường lui cho mình, để tránh của tàn binh bại tướng của nhân tộc lại tới nơi này? Niêu Nha vực chủ, Vũ Mị vực chủ, Điểu Trảo vực chủ. Vương chủ đại nhân nói không sai, quả đúng là có kẻ không cần mạng đến đây, vậy mà đã tự dâng đến cửa rồi. Vương chủ của Mạc tộc, quả nhiên chúng vẫn còn chiêu trò khác.